Vâng, sau đây em sẽ test cái con CD có mã là DB 3000, dòng lớn dòng khủng của con dòng Pioneer. Thì sáng nay em có về cùng công ly. Đây là cái nguyên bộ mà bên Nhật xài, mình mua lại của khách bên Nhật đó nha. Em sẽ test nha. Còn CD này rất là mới, tí nữa em đem ra về nén kia quay cho các bác cùng coi. Các bác coi trong phòng này nó không có rõ đâu. Là chỉ test thôi, rất là êm luôn nha. Hàng đây là hàng người ta đang sử dụng nha. Một một cặp nó gồm cái âm ly này, hai cái âm ly đấy. Nó với cái này mình mua lại của họ thôi, mua lại với giá là 860 đô nha các bác, và vận chuyển về cho mình rồi. Thì bán có lãi chút đỉnh. Slide cho nhỉ, ở đây đấy đó. Nét nha, rất là nhanh mà cực kỳ, con cái đề nào rất là mới, bắt là sưu tầm thì rất là may mắn, đều rất là tốt nha. Rồi chủ yếu là test mic thôi, mình sẽ ra cái que cho các bác coi nha. Rồi móc nó nè, cơ ra rất là êm, lấy đĩa ra để quên. Đấy, cơ êm mà nhanh lắm, họ đang dùng mà vô vậy. Cái remote hết pin nữa, vô rồi. Ok, này mời các em theo chân em ra bài kia, em sẽ test mở quay cho bác coi chi tiết cái con này nha. Đây, đây là hình dáng của con CD, đây là phía trước mặt con đó nha. Con này nó rất là mới luôn, rất là sang luôn nha, công nhận CD rất là sang, bụi nha các bác. Là dòng cao cấp của hãng Pioneer. Chính gì hai, các bác thấy hai cái tầng phun nguồn nó khít không, được thiết kế phía ngoài để tránh tiền hiện tượng là nhiễu điện. BD 3000 này nguồn khá là to, cái mới đây là cái nóc của sản phẩm nha. Đây, con này thì em gửi về Hải Phòng nha, bác chủ đặt tiền rồi sáng.